để xem lòng của anh có gì nào. Hôm nay thì em mua dưa đấy, dưa thì em để xào mà ăn, còn lòng của anh thì dành cho em. Này, hai người làm gì đấy hả? Anh Đạt, anh là người đã có vợ rồi đấy. Còn cô có biết là anh ta đã có gia đình hay không mà vẫn còn cặp kè như thế hả? Cô bị điên à? Hả? Im mồm đi. Anh mới là người phải im ý. Anh đang ngoại tình trước mặt vợ anh đấy. Ờ, ngoại tình thì làm sao? Tôi còn làm những việc của nó kinh khủng hơn. Anh xem anh dạy lại vợ anh kìa. Nãy đẩy em ấy đau chết rồi. Cô không có quyền lên tiếng đây. Mày làm cái gì đấy? Đi đánh My nhá, còn lâu nhá. My, cho nó ăn đòn. Này, hai người làm gì đấy, thả tay tôi ra. Này, thế mới xem anh yêu ai thôi. Cái gì, cô định tát tôi á? Được, để tôi tát cô mấy cái xem ai đâu nhá. Này, em cũng thấy vợ anh hiền lành mà. Sao anh còn đòi cặp với em? Trong mắt anh ấy, dù nó có hiền lành đến đâu thì cũng không quyến rũ bằng em. Bây giờ cho anh xem cái lòng của em đi. Ôi trời ơi, hôm nay em gái lại có nhã hứng qua nhà anh chơi à? Này, em làm sao đấy? Ai bắt nạt em ạ? À? Em nói cho anh biết đi, anh cho nó một trận luôn. Từng chồng em, nó ngoại tình, nó còn giữ em để cho con giáp thứ 13 đánh em nữa. Đã ngoại tình rồi, lại còn đánh em á? Đi, mày đi thôi anh, để anh cho nó một trận. Mày không thể sống mãi nhảy được. Anh Huy, em xin anh đấy. Em chỉ muốn ly hôn trong yên bình thôi. Anh đừng làm to chuyện nhá. Thôi được rồi, anh sẽ không làm to chuyện. Nhưng mày phải hứa với anh, nếu nó có dám động chân động tay với mày một lần nào nữa ấy, thì mày phải nói với anh, anh cho nó một trận. Mày nhớ chưa? Em biết rồi. Em đi trước đây. Có ổn không đấy? Đi cẩn thận đấy nhá. Tôi nhớ là tôi với cô nói chuyện hết với nhau rồi mà. Gọi vào đây làm gì nữa? Tôi thấy là tôi và anh không còn yêu thương nhau gì nữa, nên ly hôn đi, giải thoát cho tôi. Kìa anh, người ta muốn anh giải thoát cho người ta để lấy chồng mới kìa. Cái gì? Cô muốn tôi ký vào cái đơn ly hôn này á? Còn lâu nhá. Anh hết yêu tôi rồi thì làm bớt để cho tôi sống cuộc sống tự do của tôi đi. Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa. Cô tưởng giải thoát nó dễ dàng như thế à? Nằm mơ đi. Đằng nào thì anh cũng có người yêu mới rồi. Làm ơn ký vào đơn ly hôn này đi. Giải thoát cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Ra đây bảo này. Tôi sẽ ký vào cái đơn ly hôn này với một điều kiện. Toàn bộ tài sản với cái hợp đồng trị giá 10 tỷ anh trai cô ấy phải sang hết cho tôi. Chỉ có tôi mới là người xứng đáng nhận được cái tiền đấy. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh ngoại tình trước mặt vợ, bây giờ anh lại còn muốn hết cả tài sản, cả hợp đồng 10 tỷ của anh trai tôi nữa. Chó này đấy. Mày nghe kỹ này. Thế thì không có ly hôn ly hức gì hết nhá. Tao muốn như này, tao hành hạ mày đấy. Ngồi xuống đây. Thả ra, anh làm gì đấy hả? Đạt, anh làm trò gì đấy? Đi đấy, tao đã đỏ. Vào đây mà xem phim nhá. Hôm nay mình có một vị khách đặc biệt trong đêm đồng cháy. Nhưng mà liệu như thế có được không? Có gì mà không được. Càng thích thú sao nữa. Ra đây. Em đứng kiểu gì đấy? Chút nữa là bị xe đâm rồi, biết không hả? Anh ơi, nó đòi tài sản của em, đòi cả hợp đồng 10 tỷ của anh thì nó mới chịu ly hôn em. Em không đồng ý. Nó hành hạ em. Cái gì? Nó đã ngoại tình rồi, lại còn đòi tài sản xong cả hợp đồng 10 tỷ nữa. Thằng ấy được lắm. Thôi, bây giờ em cứ về công ty anh đi, nghỉ ngơi một lát đã. Xong anh sẽ nghĩ cách anh xử nó cho. Lần này phải làm ra ngô ra khoải mới được. Đi.
Alo, Đạt à? Anh nghe nói là chú yêu cầu phải có cái hợp đồng 10 tỷ thì mới ly hôn với em gái anh đúng không? Ồ, nó đã về nói với anh rồi cơ. Thì anh biết phải làm gì rồi đấy. Được rồi, ngày mai chú cứ tới văn phòng anh đi, rồi mình bàn tiếp. Anh thông minh hơn đứa em gái của anh. Alo. Nó tắt máy rồi. Thôi bớt dài dòng đi. Đưa hợp đồng với giấy ly hôn đây. Lệ, em đưa giấy ly hôn cho Đạt ký đi. Đây, khoan đã. Chuyện chưa xong mà đã về vội thế. Hợp đồng ký rồi, giấy tờ ly hôn ký rồi. Tôi với anh Đích liên quan gì đến nhau, ở đây làm gì? Còn chứ. Còn chuyện chú tham ô tiền của công ty đấy. Anh điên à? Tiền nào? Ai tham ô? Ồ, thế không phải chú tham ô tiền của công ty à? My, em đưa giấy tờ cho Đạt xem đi. Đây là tất cả bằng chứng anh tham mô của công ty. Mời anh xem qua. Con chó này, mày phản tao đấy à? Hả? Sao? Chú không ngờ đúng không? Ngay từ khi mà chú lấy em gái tôi đã thấy không ổn. Nên điều My đi điều tra về thân phận của chú. Để kết ngày hôm nay cũng là thích đáng với con người của chú. À, nếu như chú tham mô tiền của công ty thì cái hợp đồng này chắc không cần đâu nhỉ. Chào chú em nhé. Mày điên. Để cúng đi mấy điều cô ta đã không để ý lấy ra mới được. Hả? Có mua gà thì đến cửa hàng gà không mua gà thì mua rau à? Mà này, tôi nghe tiếng con gà của cô kêu là không được khỏe lắm đâu đấy nhá. Bán rẻ rẻ đi tôi lấy cho. Ơ kìa, tiếng gà nhà tôi đanh như thế cô lại nói thế. Thôi cô đưa đây tôi cân cho. Này của cô là 2 cân 1, nhưng mà thôi tôi lấy 2 cân thôi, 320.000 nhá. Cái gì? Con gà này mà 320.000 á? Ui rồi ôi, bán gà hay là đi ăn cướp đấy, con gà trông rõ bệnh. Em mà bán đắt cắt cả cổ ra này. Đừng có mà nhìn thấy con này xinh đẹp sang chảnh mà định hét giá nhá, về nhà ngủ đi rồi tỉnh. 200.000 được thì tôi lấy. Thế thôi cô đi chỗ khác mà mua đi, còn tôi bán rẻ nhất cái khu này rồi, tôi không nói thách cô đâu. Kinh quá. Bán gà mà chảnh chó quá nhờ. Thuận mua thì vừa bán thôi. Với cả tôi bán cho người khác như thế nào, tôi bán cho chị như thế. Sáng sớm ra, nếu mà chị mua thì chị mua giúp tôi. Không thì thôi, tôi mở hàng cho người khác nữa. Mày, đúng là cái loại bán gà chết cả ôi chiêu. Gà sẽ chết đi là này, mày. Bệnh này thì giết đi. Đúng là sáng ra, đã gặp quả ối rồi. Ui. Nếu mà không phải vì nhà anh Hùng giàu á, còn lâu mình mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Rõ lắm mùi, còn toàn mùi cống nữa chứ. Không sao, ăn dỗ hết một buổi sáng thôi là đến chiều mình được giải thoát rồi. Mẹ ơi, hôm nay con bán hàng nhá, gặp quả khách oái ăm cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà may, còn phải bán hết. Bây giờ nhiều người cứ tự xưng mình là người thành phố, nhưng mà cư xử chán thế không biết nữa. Vâng. Ôi mẹ ơi, nhân vật chính là con kể là cô Thái ấy. Đúng là cái lũ dân đen nghèo hèn nhỉ. Này, lớn rồi còn gọi mẹ ra đây để chơi tôi à?
Này, cô nói gì đấy? Tôi về nhà tôi mà, tôi có đi theo cô đâu, cô tưởng bỏ đấy à? Kinh quá nhở. Trông mặt mũi thì cũng rõ là xinh xắn đấy, nhưng mà cứ mở miệng ra câu nào ấy là sắt xéo người khác câu đấy thế nhở. Này bà, này, cô kia. Nói xấu người khác ấy thì nói to cái mồm lên, cứ thì thà thì thầm làm cái gì hả? Hay là cảm thấy nghèo hèn quá chỉ dám nói sau lưng người khác thôi? Này, cô có ăn có học đàng hoàng mà cô cư xử với người lớn như thế à? Sao? Mày tính làm gì tao? Nếu mà mẹ tôi có mệnh hệ gì ấy, cô đừng có trách. Muốn vòi tiền đúng không? Này, tao bố thí cho, coi như là tao làm phước cho mày nhá. Thôi con ơi, kệ người ta đi, mình vào nhà thôi. Này, hai người định vào nhà tôi làm cái gì đấy? Nhà là nhà của mẹ chồng tôi mà. Em, điện thoại này. Ơ, mẹ, chị dâu. À, nhân tiện đây con giới thiệu luôn nhá. Đây là Tâm, người yêu con. Còn đây là mẹ anh với cả chị dâu anh. Dạ, vừa nãy con có gì không phải phép, cho con xin lỗi mẹ và chị ạ. Này, vừa có chuyện gì à? À, không có chuyện gì đâu. Thôi, mọi người vào nhà đi, để làm cho nó kịp. Dạ. Trời ơi, hơn thua với ai không hơn, lại đi hơn thua với mẹ chồng cơ chứ. Em, đi vào nhà thôi. Sao thế? Ui giời ạ, lại đứt tay rồi. Thôi em lên nhà bôi thuốc đi, để mẹ với chị dâu làm cho. Nhưng mà để mẹ với chị làm thì... Thôi được rồi, cháu ra ngoài kia bôi thuốc đi, để đây bác với chị Vi lo cho. Đi đi, để làm cho. Sau này Vi lại vất vả đây. Thôi được rồi, mọi việc trong nhà ấy, rồi thờ cúng, đất cát các thứ, mẹ sẽ giao hết cho vợ chồng con. Chăm sự nhờ anh chị nhé. Vâng, làm tiếp đi con. Chứ gì tôi hớt tay trên rồi. Sao thằng Hiệp ngu thế không biết nhỉ? Bị lấy hết tài sản không ý kiến ý cò gì. Tức thế. Thôi, coi như là bố chồng trên trời phù hộ cho mình. Chị đã ăn hết cả một con gà rồi. Làm như thế này là phải tội lắm đấy ạ. Chị không ăn mà. Mẹ ơi, con làm với mẹ từ sáng đến giờ mà gà con luộc xong con để trên bàn mà, con có ăn đâu ạ? Đến lúc này rồi thì con cũng xin phép được nói thật là con đã tận mắt chứng kiến chị bị ăn hết cả con gà đấy ạ. Con không ngờ là ngày đầu tiên đến đây con đã phải chứng kiến cái cảnh này. Cậu, em biết là tí dỗ bố xong kiểu gì cả nhà mình cũng sẽ ăn cơm với nhau, nhưng mà chị cũng không thể làm như thế này được chứ. Này, cô nói cái gì đấy hả? Mẹ ơi, thực sự là con không ăn mà mẹ phải tin con ạ. Chị Vi, chị có thèm thì chị cũng phải đợi cúng bố xong chứ. Chị ăn hết rồi còn mỗi đống xương này nhìn có chán không? Em nói cái gì đấy? Từ sáng đến giờ chị luôn chân luôn tay, chị bận như thế làm sao mà chị ăn được? Bây giờ thôi hết đi. Tôi ở với cô bao nhiêu năm mà không ngờ hôm nay tôi biết được con người thật của cô đấy. Mẹ ơi, đến bây giờ mẹ cũng không tin chị được nữa rồi. Mẹ ơi, con xin phép được nói thật nhá. Chị Vi chỉ là người bán gà ở ngoài chợ thôi. Chị làm gì có học thức mà có đạo đức ạ. Con nghĩ là mẹ với cả anh Hùng nên cẩn thận chị thì hơn ạ. Cô, mẹ ơi, thực sự ấy là con không ăn thật mà. Tất cả là Tâm bịa chuyện cho con đấy ạ. Ok kìa. Tôi hỏi cô, khi bố chồng cô còn sống, ông ấy đối xử rất tốt với cô. Cái gì ông ấy cũng cho cô. Có để cô thiếu thốn cái gì đâu. Mà hôm nay ngày giỗ của ông ấy, cô lại đối xử với ông ấy như thế hả? Mẹ ơi, mẹ phải tin con chứ ạ. Con không ăn thật mà. Tất cả là Tâm bịa chuyện cho con đấy ạ. Kìa, sao chị lại gắp lửa bỏ tay người như thế? Em làm gì có thù oán gì với chị đâu mà phải bịa đặt cho chị ạ? Tôi nói cho cô biết, cô làm tất cả như thế này là bởi vì cô muốn mọi người nghĩ xấu về tôi đúng không? Thế nhưng mà cô làm cái gì thì bố ở trên cao cũng nhìn thấy hết thôi. Và cô sẽ bị nghiệp quật. Cứ chờ đấy. Mẹ ơi, mẹ thấy miệng lưỡi của chị ấy chưa ạ? Bây giờ là chuyện bé, thế sau này là chuyện lớn thì làm sao hả mẹ? Thôi, từ nay việc nhà cửa, thờ cúng, vợ chồng Vi không cần phải lo nữa. Mẹ sẽ giao cho Hùng và Tâm. Thật thế à mẹ? Con cảm ơn mẹ ạ.
con hứa là con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ. Thế này là đúng ý cô rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, ý của mẹ là sao ạ? Ý tôi là cô muốn phá nát cái nhà này để cho anh em đánh chửi, hiểu lầm nhau. Cô chỉ nhăm nhe cái nhà này thôi đúng không? Mẹ, thế là mẹ vẫn tin con đúng không ạ? Mẹ chưa bao giờ thất vọng về con cả. Từ nãy đến giờ, mẹ ra sức diễn vở kịch này để thử lòng cô con dâu tương lai. Nhưng không ngờ cô ta lại bộc lộ bản chất sớm quá. Mẹ, chuyện này là sao ạ? Con không hiểu gì cả. Mình mà nói ra thế nào thằng Hùng nó cũng không tin. Em có gì để giải thích không? Em không có. Chú Hùng, chị nói chú biết, người yêu của chú tất cả cũng chỉ dắt mũi chú thôi. Sáng nay cô Tâm đến sạp gà của chị, thay vì là mua gà cô lại đi trộm gà để về cúng bố đấy. Trả giá không được thì quay ra là chửi bới, khinh thường chị. Chú xem đi, sống như vậy có được không? Em còn gì để nói nữa không hả Tâm? Anh ơi, anh phải tin em chứ. Em không bao giờ làm những cái chuyện thất học như thế cả. Chắc chắn là chị Vy đã thao túng tâm lý mẹ rồi. Bây giờ em có nói gì chắc là mẹ cũng không tin đâu. Bây giờ thế này đi. Một là anh chọn em. Hai là anh chọn mẹ của anh ấy. Chọn đi. Rồi anh phải chọn tôi thôi. Tất nhiên là tôi sẽ chọn gia đình mình rồi. Tôi sẽ không bao giờ tin cô cả. Việc duy nhất mà tôi muốn ý là đuổi cô ra khỏi nhà tôi. Anh nói cái gì đấy? Trước giờ lúc nào tôi cũng chiều chuộng cô. Cô muốn bất kể thứ gì tôi cũng cho cô. Tôi có thể nhận sai và xin lỗi cô, ngay cả khi mà tôi không làm gì sai cả. Nhưng một khi mà cô đã động gia đình tôi không bao giờ cho phép cô xỉ nhục gia đình tôi. Cô ra khỏi nhà tôi. Cô đi. Em là người yêu của anh mà, anh phải bênh em chứ. Tôi muốn lấy cô về, đem cô về để làm con của mẹ tôi, để làm chị em với cả chị tôi, chứ không phải rước một con hổ về nhà để cả gia đình cắn xé lẫn nhau như thế này. Còn cô bây giờ cút đi. Anh phải tin em chứ. Thôi, cô càng nói cô càng sai đấy. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút ra khỏi nhà tôi. Đi.